Mình bắt đầu vào bài với tổ hợp 1 các bạn nhé. Tổ hợp 1 gồm 8 bước này. Các bạn đặt gót chân phải lên trên như vậy nhé. Đó, và tay các bạn vòng lên. Đó, chúng ta đi 8 nhịp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. Tay phải các bạn ở trên và chúng ta quay sang trái. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình đi lại các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đó là được 2 tổ hợp. Tiếp theo là tổ hợp số 3. Tổ hợp số 3 các bạn khóa nhé. Các bạn khóa chân lên trên, bắt đầu bằng chân phải, khóa lên trên, khóa đơn sau chân trái, rồi sau đó khóa kép. Bắt đầu nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại tổ hợp 3 các bạn nhé. Khóa chân, chân phải. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đó. Tiếp theo là tổ hợp số 4, là 8 bước đá cầu. Các bạn vừa đá vừa lùi nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đó, mình sẽ đi lại 4 tổ hợp đầu các bạn nhé. Mình đi lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó là được 4 tổ hợp. Kế đến là tổ hợp 5 các bạn nhé. Tổ hợp 5 thì các bạn lưu ý này, trước khi vào tổ hợp 5 mình sẽ đi bộ 2 bước, bắt đầu bằng chân phải để cho nó khớp nhạc các bạn nhé. 1, 2 này, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, mình sẽ đi lại tổ hợp 5 nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, các bạn lưu ý nha, các bạn nhớ nha, trước khi vào tổ hợp 5 là mình đi bộ 2 bước, bắt đầu vào chân phải. Nhớ điều đó để cho nó khớp nhạc các bạn nhé. Đó, mình sẽ đi lại này, đi lại. Mình làm lại tổ hợp 6 nhé, chân trái này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, tổ 7 và tổ 8 là hai tổ làm giống nhau các bạn nhé. Các bạn đưa chân phải lên và đánh cái hông và kết hợp với tay. Đó, hai tổ làm lặp lại nhé. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Tiếp theo nha, đến tổ hợp 9 nhé. Trước khi vào tổ hợp 9 để cho nó khớp nhạc ạ, mình sẽ đi bộ 6 bước, bắt đầu chân phải nhé. Đi bộ 6 bước. Sau đó thì mình sẽ chấm mũi gót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đó. Ok, đến là tổ hợp số 10. Tổ hợp số 10 là cũng là 8 bước nhé. Các bạn chấm trôi kép nhé. 8 bước, bắt đầu chân phải và tay trái. Chân phải, tay trái nhé. Các bạn chấm nhé. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đó, kế đến là tổ hợp thứ 11. Đó, cũng là 8 bước nha các bạn. Về 2 bước, về sang phải trước. Về 2 bước trước nha. 1, 2, 3 chấm xuống này. 4 này, 5, 6, 7 và 8. Đó. Đó, kế đến là tổ hợp 12. Tổ hợp cuối cùng các bạn cũng làm như vậy, nhưng làm với bên ngược lại. Chúng ta sẽ về sang trái trước. 2 bước về nhé. 2 bước về trên trái trước này. 1, 2 này, chấm này, 4 này, 5, 6, 7 và 8.
Đó là kết thúc 12 tổ hợp của bài. Đó, tiếp theo là lặp lại lượt nhà thứ hai. Nó sẽ có 16 bước đi bộ bắt đầu chân phải nhé. Đó, 16 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 đó. Sau đó thì mình sẽ đi lại toàn bộ bài. Đó, đây là phần dạo nhá, đây là phần dạo mình sẽ đi như vậy. Phần này thì các bạn cứ dạo cứ feel thôi, không theo tổ hợp nào cả. Bắt đầu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 này 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 9 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 11 2 3 4 5 6 7 8 12 3 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16 lặp lại này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 này 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 9 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 11 2 3 4 5 6 7 8 12 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16 đó, sau đó lặp lại từ đầu nhá. Đó, các bạn cứ đi như vậy cho hết nhạc nhá, sẽ có khoảng lặp đi lặp lại khoảng 4 lần các bạn nhá thì kết thúc bài. Đó, chúc các bạn luyện tập thành công. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, bài này thì không các tổ hợp của nó không khó nhưng mà nó cũng khá là dài, 12 tổ hợp, vậy nên là các bạn cứ tập từng tổ hợp và các bạn nhớ từng tổ hợp là các bạn sẽ đi ok và các bạn sẽ có thể dùng đồng diễn trong các dịp lễ Tết thì là rất chi là phù hợp. Nếu như mà các bạn đồng diễn thì những cái đoạn nhạc dạo mà mình đi bộ 6 bước với cả 16 bước ấy, thì các bạn có thể chạy hình tròn hoặc là hình chữ H, chữ S hay chữ VN thì đều là rất chi là phù hợp nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn tập luyện thành công.
Đó. Các bạn nhớ like bài, đăng ký kênh với yêu quý phong cách nhảy của mình, thì có thể đăng ký học nhảy ở góc mình, ghim số điện thoại của mình ở góc màn hình. Các bạn có thể đăng ký và học online. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Với các bạn lưu ý này, khi mà các bạn theo dõi mà các bạn thấy có những dòng chữ nó chạy, nó che hình ý, thì các bạn nhấn vào hai chữ C kép ở cái hình ô vuông ở bên góc màn hình nhé, bên góc phải mà màn hình nhé, là dòng chữ nó sẽ hết nhé. Bởi vì là nhiều bạn ý kiến là có chữ che hình, đó không phải là chúng mình làm như vậy, mà là đó là do giao diện của YouTube nó làm vậy nhé. Vậy nên là các bạn nhấn vào chữ C kép ở trên góc phải của màn hình là chữ nó sẽ tự mất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luyện tập thành công.